Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hưng Huỳnh ngày hôm nay. Hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao quay một cái video mà nó dễ dàng, nó đẹp và không mất thời gian của các bạn, không cần phải nhớ kịch bản. Rồi dài quá làm sao mà quay đây, cứ quay đi quay lại vài chục lần như vậy, mất thời gian mà không được cái gì cả, cuối cùng là không làm nữa. Thứ hai là quay một video lên mà mặt thì tối, rồi góc nhìn thì xấu. Đấy, những cái điều cơ bản nhất mình cần phải làm được trước khi làm video thì hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên để quay một cái video mà đơn giản nhất là các bạn cần phải biết cách quay cái đã, có nghĩa là sao? Cái cách cầm điện thoại của mình đấy, thường là các bạn cứ để ở dưới cái bàn như này, sau các bạn nhìn vô các bạn nói, đúng không? Các bạn cứ nghĩ đi, nếu mà Hưng ngồi như này, Hưng nhìn xuống như này, Hưng nói với các bạn cảm thấy dễ chịu, rất là khó chịu khi mà có một người ở trên cứ nhìn xuống nói với mình như vậy, đúng không? Cho nên là mình phải để cái điện thoại như ngang mặt mình, để cao lên ngang mặt mình. Ví dụ đây là cái điện thoại, đây như này này các bạn, để ngang mặt mình như này, và cái mắt của mình nó phải nằm ngay đường 1/3. Ví dụ như đây là cái khung điện thoại đi, thì các bạn chia là 1, 2, 3 ra, 1, 2, 3 phần, thì cái mắt của mình nằm ngay đường này, giống như video này. Đấy, thì tự nhiên là các bạn thấy hình ảnh nó đẹp không? Giống như cái hình này này là hình ảnh nó đẹp ngay. Cái đó là cái đơn giản nhất. Thứ hai là đèn thì các bạn cứ để trước mặt. Các bạn thấy mặt Hưng sáng không? Các bạn quay thì lúc nào đèn cũng phải trước mặt. Chứ các bạn ngồi quay như này, xong cái bóng tiếp nữa sau lưng mình đây, xong cái mặt mình nó thui thui rồi. Hoặc là các bạn ngồi trên một cái tường trắng như này, cái tường trắng giống như trong cái hình này, thì cái mặt của bạn nó sẽ bị tối nha. Cho nên đèn phải là trước mặt như cái hình này, đèn phải ở trước mặt như cái hình này. Là các bạn setup điện thoại là song song với mặt. Các bạn coi này, cái điện thoại nó phải song song với cái mặt mình như này, chứ đừng để như này. Để như này là mình nhìn thấy nóc nhà, thấy nóc nhà là sai nha, đang ngang mặt như này. Thứ hai là cái mắt mình phải nằm ngang ngay cái đường 1/3, và thứ ba là đèn ở trước này, đèn ở sau lưng cái điện thoại rõ với mặt mình. Đấy là điều đơn giản nhất để có một cái video mà các bạn có thể quay cái đã. Rồi tiếp theo nè, các bạn không nhớ khi mà nói một video mà cỡ 1 phút là các bạn quên mất, hoặc là 30 giây thôi. Các bạn đang nói các bạn ậm ờ các bạn quay lại thì nó rất tốn mất là nhiều thời gian. Thì Hưng chỉ cho các bạn cách đơn giản là như thế này. Các bạn hay làm là làm những video ngắn xong ghép lại với nhau, đúng không? Ví dụ như các bạn nói như thế này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách để đi thuê mặt bằng. Cách đầu tiên là, đúng không? Cách đầu tiên là, xong rồi bỏ cái tay xuống. Các bạn nhớ là bỏ cái tay xuống đi, đừng có cách đầu tiên là như này. Xong bắt đầu mình nói tiếp sao ạ? Nói tiếp xong cái chút nữa cái tay mình nằm như đây, xong nó giật một cái tay mình ở đây. Cho nên cách đầu tiên là nhơ như này, xong bỏ tay xuống như này, đúng không? Rồi các bạn cắt cái chỗ này đi, xong các bạn nói là một là bla bla gì đó, xong các bạn cười một cái, xong các bạn bỏ tay xuống, xong các bạn quay tiếp, các bạn để im tay này, các bạn bấm nút quay, xong các bạn kêu là hai là, thì cái chỗ nó nối tiếp với nhau, cái đoạn đó các bạn cắt đi. Thì cuối cùng là giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách đi tìm mặt bằng. Một là như này, xong mình bỏ xuống, đúng không? Xong rồi hai là như này. Đấy, thì tự nhiên nó nối một cái video như vậy, mặc dù mình cắt nhưng mà nó rất là tự nhiên, nó không có bị giật. Tự nhiên một là cái tay đang ở đây, cái chút xíu nữa hai là cái tay nó nằm ở đây, hoặc là khi mà các bạn điều chỉnh cái camera của các bạn ấy, một là cái nó nằm ở đây, chút xíu nữa cái camera nó xích đi, cái tự nhiên hai là cái nó ngồi xích vô đây, đúng không? Như thế là không được, như thế là nhìn nó rất là không có chuyên nghiệp. Cho nên nếu mà các bạn không nhớ, các bạn chỉ cần nhớ một điều thôi, đúng không? Một là như này nè các bạn ơi, xong rồi mình hạ tay xuống, xong bắt đầu là sao ạ? Hai là thì mình giơ tay lên, hai là như này nè các bạn ơi, thì một là bỏ tay xuống, hai là bỏ tay xuống, rồi là ba là bỏ tay xuống, rồi bốn là cứ như vậy. Hoặc là mình cứ để nụ cười như này, xong rồi bắt đầu mình cười xong mình nói, thì có nghĩa là sao ạ? Cười nhưng mà kỳ cục đi trời, tự nhiên bắt mình cười xong cái mặt mình nó hơi kỳ, đúng không các bạn? Đấy, ví dụ như vậy. Thì làm sao ạ? Thì những cái video nó nối tiếp với nhau như vậy, người ta không có nghĩ là mình đang cắt ghép với nhau, đúng không? Một là như này cái bắt đầu, hai là như này cái nó giật qua này, nó rất là xấu. Đó là một cái kỹ thuật đơn giản để các bạn không cần phải nhớ kịch bản, nhưng mà các bạn cứ làm đi. Theo Hưng là các bạn cứ làm đi. Mới lần đầu thì mình cắt ghép như vậy, nhưng mà một thời gian sau các bạn có thể ngồi nói, liên tục. Giống như là cái mẹo của Hưng cho các bạn là những cái ô, các bạn có thể coi video này để các bạn có một cái ô 6 ô kịch bản, thì các bạn cứ điền vô 6 ô này là các bạn nhớ thôi. Đầu tiên là nói về cái vấn đề, ví dụ như Hưng đang nói về cái vấn đề quay video của các bạn, đúng không? Thứ hai là cái cách các bạn thường hay làm là gì? Thường hay làm là các bạn cứ cầm đâu các bạn quay đó, các bạn để điện thoại như này cho nên quay rất là xấu, các bạn không có để song song. Thì giải pháp của Hưng là để song song nè, để đèn như thế này nè, đèn phải ở trước mặt như thế này nè, đúng không? Thì các bạn làm như vậy thì video của bạn đẹp hơn đó. Thì nó có 6 ô, các bạn chỉ cần coi cái video này xong là các bạn sẽ biết được 6 ô kịch bản. Thì lúc đó các bạn không cần nhớ nữa, mình biết được cái vấn đề của khách hàng mình, vấn đề của cái nhóm đối tượng của mình như thế nào, sau đó mình giải quyết vấn đề của họ bằng 6 cái ô đấy là xong. Và chỉ cần làm 1 tới 2, 3 video, xong thì những video tiếp theo là mình nhớ rồi mình làm theo thôi. Đấy, các bạn mà có cái câu hỏi gì về làm video các bạn cứ hỏi mình, hoặc là khi mà các bạn làm TikTok nó có vấn đề gì cứ hỏi mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đấy, cho nên là để làm đẹp á, để làm video mà đẹp thì những cái điều đầu tiên các bạn cần phải biết là vượt qua chính bản thân mình phải quay được đấy chứ. Mình phải biết tự quay, mình phải biết nói, kể cả bạn có tin làm video đi chăng nữa thì cũng phải làm sao biết cái quay đó rồi chia sẻ lại cho họ, rồi họ sẽ chỉnh sửa video giúp mình. Nhưng mà để bản thân mình quay đẹp, cuối cùng là bản thân mình phát triển cái đã. Mình phải biết cách quay cho nó đơn giản cơ bản như vậy, rồi sau đó mình mới làm những video tiếp theo. Và rất là nhiều bạn học trong lớp Hưng họ đã có hàng trăm ngàn follow ở trên kênh TikTok nhờ vào cái việc là bắt đầu họ cũng chưa biết nói gì. Bây giờ các bạn ngồi như này các bạn nói thì rất là chán, đúng không? Không chỉ là các bạn phải quơ tay quơ chân như này, các bạn chia sẻ thì tự nhiên nó sẽ hay hơn thôi. Cho nên là chỉ có cách là phải làm, và làm đúng những gì Hưng làm cơ bản như vậy thì các bạn từ từ các bạn sẽ làm được nhé. Đấy, để điện thoại như thế nào, nói như thế nào để ghép lại được nhé, nói như thế nào để ghép lại được, và dùng CapCut thì các bạn có thể coi những cái video mà CapCut của Hưng này, Hưng để chỉ cho các bạn hết rồi. Ok, nếu mà các bạn thấy video này hay thì có thể cho Hưng một like nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hãy follow kênh của Hưng để theo dõi những cái video tiếp theo của Hưng để giúp cho các bạn có thể làm video tốt hơn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.